Ngày hôm qua, Bulgaria đã ký thỏa thuận dài hạn để tiếp cận mạng lưới trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một động thái nhằm giúp Bulgaria đảm bảo nguồn cung thay thế sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt từ tháng 4 năm ngoái. Thỏa thuận mới sẽ cho phép Bulgaria sử dụng mạng lưới của Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển khí đốt. Bộ Năng lượng Bulgaria nhấn mạnh thỏa thuận sẽ giúp Sofia đảm bảo khả năng mua khí đốt từ tất cả các nhà sản xuất quốc tế và quá cảnh mặt hàng này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ thỏa thuận có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường an ninh cho hoạt động vận chuyển ở khu vực Ban Căng. Ngoài ra, thỏa thuận kéo dài 13 năm này sẽ cho phép Bulgaria vận chuyển tới 1,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Từ nhiều thập niên qua, Bulgaria gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Nga để đáp ứng nhu cầu khoảng 3 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Tuy nhiên, Moscow đã đình chỉ cung cấp khí đốt cho Bulgaria vào tháng 4 sau khi Sofia từ chối thanh toán hợp đồng bằng đồng rúp. Hiện Bulgaria nhập khẩu khoảng 1 tỷ mét khối khí đốt từ Azerbaijan. Trung Quốc hôm qua đã chỉ trích việc nhiều quốc gia áp đặt các hạn chế nhập cảnh với du khách nước này là thiếu cơ sở khoa học và không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh có thể thực hiện biện pháp trả đũa. Hiện nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Canada, Pháp, Nhật Bản, Anh đã tăng cường kiểm soát biên giới với du khách đến từ Trung Quốc, yêu cầu trình xét nghiệm âm tính với COVID-19 sau khi Bắc Kinh quyết định nới lỏng biện pháp phòng chống và sống chung với dịch bệnh từ ngày 7 tháng 12. Dự kiến Trung Quốc sẽ mở lại biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch với du khách nước ngoài từ ngày 8 tháng 1. Bên cạnh đó, việc cho công dân Trung Quốc du lịch nước ngoài cũng sẽ được nối lại một cách có trật tự. Chính phủ Philippines hôm qua thông báo số người thiệt mạng trong đợt lũ hồi tuần trước tại nước này đã tăng lên 51 và hơn 33.000 người đi sơ tán vẫn đang phải lưu lại ở những cơ sở tạm trú. Theo Bộ Phát triển và Phúc lợi Xã hội Philippines, số người sơ tán nói trên thuộc hơn 8.900 gia đình sống tại 5 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ xảy ra trước lễ Giáng sinh. Lũ lụt buộc chính phủ sơ tán gần 600.000 người tại 10 vùng trên cả nước đến nơi trú ẩn an toàn. Do vị trí địa lý trên vành đai lửa và vành đai bão Thái Bình Dương, Philippines là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm nước này hứng chịu khoảng 20 trận bão, trong đó có những cơn bão rất mạnh với sức tàn phá lớn. Hiện giới khoa học cảnh báo những trận bão này đang trở nên mạnh hơn khi trái đất ấm lên. Ngày 3 tháng 1, Bộ Nông lâm Ngư nghiệp Nhật Bản cho biết số ca mắc cúm gia cầm tại nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục. Tính từ thời điểm phát hiện ca mắc đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái với chủng độc lực cao là H5N1 được phát hiện trong mẫu của gia cầm mắc bệnh. Theo bộ này, tính đến ngày hôm nay, tổng cộng đã có 54 ca mắc cúm gia cầm được xác nhận tại 23 tỉnh của Nhật Bản. Đây là số ca mắc kỷ lục, vượt qua kỷ lục trước đó được ghi nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021 với 52 ca, khiến tổng cộng 9,9 triệu con gà bị tiêu hủy. Số ca mắc tăng cao gần đây đã khiến nhiều địa phương phải tiến hành tiêu hủy gia cầm hàng loạt lên tới 7,75 triệu con gia cầm. Mới nhất, nhà chức trách đã tiêu hủy 10.000 con gà tại một trang trại tại tỉnh Chiba ở lân cận thủ đô Tokyo và 430 con đà điểu tại trang trại ở tỉnh Fukuoka phía tây nam Nhật Bản. Theo giới chức y tế Nhật Bản, nguồn gốc bệnh xâm nhập vào nước này được xác định là do chim di cư. Lâu nay, tại Ả Rập Xê Út cũng như những quốc gia có phần lớn lãnh thổ là sa mạc, lạc đà là một phương tiện vận chuyển quen thuộc và vô cùng phổ biến trong dịch vụ du lịch. Nhằm giúp những người chủ bận rộn bớt gánh nặng trong việc chăm sóc lạc đà, một khách sạn dành riêng cho loài vật này ở gần thủ đô Riyadh luôn tấp nập khách lưu trú. Tại khách sạn Tateman, có nghĩa là yên tâm nghỉ ngơi trong tiếng Ả Rập, những người thuê phòng sẽ phải trả khoảng 400 rial, tức khoảng 107 đô la Mỹ để những chú lạc đà được tận hưởng những dịch vụ lưu trú độc đáo. Chào mừng đến khách sạn Tateman, nơi có 480 phòng cả đơn và đôi dành cho lạc đà. Đương nhiên, chỉ những chú lạc đà khỏe mạnh vượt qua kiểm tra y tế mới được đăng ký ở khách sạn. Ngoài ra, cỏ khô và lúa mạch cũng như sữa sẽ được cung cấp theo yêu cầu của chủ lạc đà, với mức phí 100 rial, tức khoảng 27 đô la Mỹ. Với dịch vụ mà khách sạn cung cấp, từ khám chữa bệnh cho lạc đà, bảo vệ, chăm sóc, cả lạc đà lẫn chủ sở hữu đều cảm thấy thoải mái. Mở cửa từ tháng 1 năm ngoái, ban lãnh đạo khách sạn kỳ vọng những trải nghiệm lưu trú tại đây sẽ giúp những chú lạc đà được chăm sóc trước khi tiếp tục làm việc, qua đó giúp giảm bớt gánh nặng cho những người chủ.